Chào anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đàn Máy Công Trình nha. Chúc anh em một ngày mới mua may bán đắt. Hôm nay về con K5V80 nè. Nó về liền. Bây giờ mình sẽ bắt cây gù vô cho nó. Cái này lắp cho bánh lốp nha. Cái bơm này của Hyundai. Quay quang vòng thôi. Bơm là ring. Chưa động luôn. Ở trên ốc ít thì chưa động. Rồi quay cái này. Một con đây. Đó, quay cái nữa. Cái này sao nó mở mất mấy cái ốc này kia ta. Rồi bắt Hyundai nha. Hyundai nha anh em. Lỗ này nhìn ra cũng sạch lắm. Nói chút nó nhìn bê tông xung quanh coi có nước hay không. Rồi. Ok, xây quang chút rồi. Mở để mà nó bắt cây gù vô anh em. Gù để chế cho mấy cái xe, những cái xe bánh lốp. Này mình mua cũng có người ta mua mù nè, giờ mình bán mỡ. Không biết sống chết làm sao. Cái này để mình gắn vô cho nó liền lạc với nhau á. Mình quay cái này để cho up lên cho anh em. Có những cái mặt hàng nhu cầu thì ới. Anh em nhớ like nha. Like cho anh like. Ủa, còn đang đấy, nhầm mình xuống rực. Đúng mặt rồi. Những cái bơm đề cao sau này anh em nó đều làm cái này. Tại vì có những cái con xe mà cái đít màu á, đít tròn. Cho nên nó sẽ không có cái bắt cái bơm đuôi quá dài. Cho nên nó sẽ làm chuyển cái bơm đuôi lên phía trước luôn. Hình như con bắt ngược được không? Bắt cái ra cái ống này phải quay xuống dưới chứ. Ông hút quá. Ông hút này quay xuống dưới. Đó thì nó sẽ chuyển cái bơm lái nó, bơm lái với bơm quay to nó chuyển lên bên hông. Cho nó làm những cái cục chờ ở đây. Ừ. Không đúng. Ông hút. Ok, tắt cái này. Được nó trả trở lại thôi, tôi chụp mấy cái hình. Kỳ. Lấy mở nắp này chuyển bộ qua bên kia là xong. Chưa? Này ráp rồi thôi. Ok anh em. Anh em cần thì alo Phụ Tùng Xe Đàn Máy Công Trình nha. 0907 255 116 nha anh em.
anh em share, nhớ đăng ký kênh nha anh em, ủng hộ cho. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em ngày mới mua bán đất nha. Thank you.